Chào tất cả các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tài Nhân của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi thiết bị âm thanh, dàn nhà sống, dàn kẹo kéo và có thâu mua dàn nhạc của anh em gần xa. Anh em có dàn nhạc bỏ nghề hoặc là chán nghề gì đó cần bán thì alo số điện thoại 078 79 79 286 ha. Em ở Xẻo Cạn, Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh. Ở Trà Vinh anh em ha. Thì thiết bị âm thanh em hôm nay gã ra cũng còn được một số đồ rất là nhiều em ha. Về được mấy cây mixer bên trên để em để trên bàn có gọn anh em ha. Loa rồi mấy cây amply, có một cây amply anh em. Về được một cây amply GHS luôn anh em ha. Đó, một con amply GHS. Mã là MA1625D. Anh em cần liên hệ giùm em, con này thì có thể đánh tốt được một cặp 40 cơ 75 anh em ha. Con này nó chạy là 16 sò, 1 2 3 4 5 6 7 8. 16 sò và 4 tụ của GHS luôn anh em. Cái con này thì nó bằng mấy cái nguồn của mấy con GHS 7/2 rồi anh em ha, cũng khá là nặng nha. Quýnh một cặp 40 là dư sức, có thể là đánh được một cặp con 100 luôn anh em. Tại có nguồn nó to nè anh em, amply bằng nguồn to nha. 16 sò của GHS, anh em cần thì liên hệ giùm em ha. Đó, có một cái con amply giá rẻ cho anh em sử dụng gia đình cũng ok, mà đi show cũng ok ha. Show mà show nhạc lễ hoặc là mấy cái gì nha, nhỏ nhỏ gọn anh em đánh một cặp 40 được, hoặc là kẹo kéo anh em gấp vô lo kẹo kéo thì rất là hợp lý luôn. Bằng một con vang, giá bằng một con vang 1.100.000 ha. Bằng một con vang thôi thì mình có thể là đánh được một cái lo kéo anh em, nhưng mà nó không có gì vạt anh em ha, nó chỉ có echo thôi anh em ha. Mình cần thì mình đổ cái bo gì vạt vô đây. Và hàng bên em bán thì nói lại phương thức bán một lần nữa cho anh em ha, để anh em vô video mà biết rõ ha. Hàng bên em bán thì không bao ship anh em nha. Và hàng bên em bán thì anh em phải cho em xin cọc là do lý do hàng nặng anh em. Và hàng nhẹ thì em cũng không cần cọc anh em ha. Hàng nặng thì cọc, hàng nhẹ thì không cọc. Và hàng bên em thì bao lỗi cho anh em trong vòng 7 ngày. Hàng có lỗi gì thì cứ báo em ha. Về xử lý được thì xử lý, còn không xử lý được thì gửi về em xử lý lại cho anh em ha. Hàng đã qua sử dụng thì bảo hành trong vòng 7 ngày. Còn hàng mới thì tùy theo món hàng anh em ha. Và lo là không có bảo hành anh em nha. Lo là mình chỉ cho anh em test thử ok rồi là anh em sử dụng thôi. Tại vì lo là nhiều khi anh em đánh nó quá cái công sức nó thì nó bị cọ con hoặc cháy lo, cái đó là mình không có bao được anh em nha. Lo mới cũng vậy anh em nha, thông cảm nha. Về anh em thử ok, nó có cọ gẹt gì thì báo liền cho mình, 1-2 ngày thì được, chứ còn lo mà anh em đánh thì mình không có bảo hành được ha. Tất cả hãng lo không có ai bảo hành lo hết anh em ha. Thì em có về một cái lô men, một cái lô mixer và một cái lô lô này là lọc xì nén tiếng rồi anh em, quá tài luôn nè. Tí em sẽ quay sau, em quay qua mixer trước anh em ha. Quay sơ lược anh em xem đây và nói phương thức bán hàng một lần nữa ha. Vang số thì em còn là một cây Uri X7 giá là 2 triệu đồng, một cây Vina X5 anh em ha, mới về được một cây Vina X5 giá của nó là 2.200.000 cho cái bản quyền Vina X5 ha, 2.200.000. Và một cây vang số X5, qua số X5 này vẫn là hai nguồn hết anh em ha. Thì cây này bán cho anh em giá là, đây cái tem lột luôn cho nó sáng anh em. Đó, lột cho đẹp. Cây X5 này giá là 2 triệu anh em ha, 2 triệu cho X5. Và laptop thì em có dòng laptop em nhập mới về. Đó, nhập mới về. Đây là còn nguyên tem này ha, còn nguyên phụ kiện hết đây. Còn tem đầy đủ nha anh em ha. Đó, phụ kiện là gom sạc, chuột đầy đủ cho anh em hết, còn nguyên hộp như thế này. Đó, một cái laptop như thế này là giá là 3.800.000, bảo hành 6 tháng cho anh em ha. Và có lỗi gì thì anh em gửi về em xử lý nha. Chứ anh em mà xài 1 tháng hoặc là 10 bữa nửa tháng nó có lỗi trục trặc gì anh em kêu em trả tiền lại, thì cái đó là em chỉ là hỗ trợ anh em là bảo hành đó. Nếu mà anh em về mà xài 1 ngày 2 ngày mà nó lỗi thì em sẽ đổi cho anh em cái laptop mới. Còn quá thời gian thì anh em cho em bảo hành anh em ha. Chứ mà mua về xài mười mấy ngày mà kêu em mà trả lại thì em cũng không có trả được anh em ha. Và tất cả cái món hàng em đều báo tình trạng hết. Nhiều khi có một khách hàng báo là cái chép PA hôm trước á, về cái nói khách nói sao cái bể cái con hoạt động tốt mà nó bị bể cái mũi rồi mà sao anh xài được. Em đã nói là bể anh em ha. Nó đã bị hư cái mũi, nó bị bể rồi đó. Khách lại về không nhận anh em ha. Thì cũng tội nghiệp cho em. Nó một ngày đơn hàng thì bơm cũng không biết là bao nhiêu luôn anh em. Khách nói là khách không có điều kiện đi cọc gì đó. Rồi lo thì lo mới cũng bơm, mà lo có cọc tiền rồi cũng bơm không hiểu luôn anh em ha. Rồi tiếp theo là em có một cây Yamaha MG16-6FX. Cây này thì không có eco anh em nha, mà còn rất là đẹp anh em. Không có eco mà còn rất là đẹp. Anh em có thể là làm mixer để đi nhạc vào, đi Migo vô đây. Mình làm FXG anh em ha.
thì cũng khá là ok. Con này bán anh em giá là 1.300.000 thôi. Yamaha 1.300.000 cho MG 16-6 FX không có eco anh em nha. Không có eco nên giá là 1.300.000. Tiếp theo là em có một cây Sopic nè. Sopic thì mấy anh em đi show cũng rất là thích cái dòng này. Cái dòng này thì nó là xài dắt chủ yếu là dắt 6 ly anh em nha. Con này là hàng hãng luôn anh em, có bọc luôn, xài rất là kỹ anh em nha. Khách đã có bọc keo rồi anh em, bọc cái lớp bằng bọc lại đó. Con này có cái là nguồn nó không ghim anh em nha. Nó cái nguồn nó không ghim đây, cái nguồn ở đây. Cái nguồn nó có thể là do là bị bể anh em, bằng ngủ nó bể nên khách đã bọc lại bằng cái bằng nhôm này nè. Nguồn nó không ghim nha, của hãng là Phoenix nè. Đó, cái này là Mr. Anh đó nè. Dòng Mr. Anh anh em ha, còn rất là đẹp nè. Ezian này ha, đó, cái này là nói chung là em cũng hơi bị mù tiếng Anh đó anh em. Anh em có thể là made in là tiếng Anh là của anh đó anh em ha, nè. Xem kỹ giùm em ha. Cần thì alo giùm em, giá cực kỳ yêu thương cho anh em luôn, 2 củ khoai, 2 triệu đồng anh em ha. Tiếp theo là em có mấy cái Mr. Sorab. Mr. Sorab thì em có là EFX12. EFX12 thì cái bàn này nó hơi xấu anh em nha, nhưng mà eco chạy tốt, mọi năng hoạt động hoàn hảo. Cái này bán cho anh em giá là 1.500.000. Và một cây EX8. EX8 còn rất là đẹp anh em, cây này còn đẹp, mọi chức năng hoạt động tốt, có eco đầy đủ. Con này bán cho anh em giá là 1.700.000 cho một cây EX8 còn đẹp. Và tiếp theo thì em có là một cây Sundad nữa nè. Một cây Sundad. Một cây Sundad này thì bán anh em 1.500.000 đi. 1.500.000 cho một cây mixer có eco đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt, 1.500.000 cho một cây mixer. Và em có mấy cái lo ha, quay cái lo xong em sẽ gây qua men nha anh em nha. Lo thì em có là lo RCF mới nè, lo PA500 Trung Quốc mới nè đó. Và cái lo 40.75 mới đây. Thì giá là 1.700.000 một cặp anh em ha. Thì em nhập về giá sỉ nên đã bỏ ra cho anh em giá cực kỳ là tốt rồi anh em, cực kỳ là tốt rồi, 1.700.000 đó. Và cái mẫu 40, mẫu này là mẫu sub 50 nè ha, sub 50 từ 220-100, một cái zin và một cái làm con, giá là 2.200.000. Bắt GCF 40.75, xin lỗi anh em, GCF 40.100 anh em ha. Thì em còn là hai cặp, một cặp là giá là 2.000.000, còn lẻ thì một cái là 1.000.000 anh em ha, một cái là 1.000.000. Đây là cái lô hàng mới, hàng mới thì lúc nào em cứ quay cho anh em ha. Thì đây là em còn lẻ một cặp, một cặp bát hình có cái mũi hình cái lo này anh em, một cặp bát 40.75 từ 190, đây là bát mới anh em ha, hàng còn tồn kho nên em bán cho anh em cặp này là 1.600.000. Hàng bên em bán thì không bao ship anh em ha, 1.600.000 hàng mới nha. Và đây là một cặp bát 30 thì hàng mới, bên em đang bán với giá là 1.600.000 từ 190 con 75 bát mới. Bát này thì em để chỉ quay video cho anh em xem thôi ha, chứ còn trước khi giao cho anh em là em sẽ lấy hàng trong thùng, hàng trong thùng hết cho anh em nha. Đó, mấy cái hàng trong thùng hết. Và đây nè, mấy cái cặp 300B Trung Quốc, nói rõ luôn ha, 300B là 300B Trung Quốc anh em nha. Đó, 2.800.000 một cặp mới như thế này, hàng mới nha. Và bát RCF từ 2 xin lỗi anh em, RCF neo mũi lõm nè, để dành mình gắp phi thuyền quả tiễn ok. Giá một cặp là 2.600.000, bát 40 là 2.800.000, bát RCF 40 từ 220-100 hàng mới luôn anh em nha. Mấy này là hàng mới hết, bán anh em giá là 2.500.000. Bát từ 280-125 giá là 4.400.000. Bát sub RCF anh em ha. Và đây là cái lô vỏ mới, vỏ mới là vỏ máng heo, vỏ nghĩa là vỏ 40 anh em. Vỏ 40, cái lô vỏ này thì lưới đẹp nè, lưới đẹp 2.000.000. Còn cái mẫu mà có lục giác với có lưới chống bụi thì là 2.200.000 anh em ha. Mẫu 40 đơn, mẫu rất là đẹp, họng chạm đầy đủ anh em ha. Và đây là cái lô tủ máy. Lô tủ máy thì 1.100.000 một cái tủ 8U, có màu xanh, màu đỏ và màu trắng, màu đen cho anh em đầy đủ hết. Vỏ 30, vỏ 40 đôi, vỏ array, vỏ phi thuyền, quả tiễn, vỏ sub 50. Sub 50 là 2.600.000 nha, vỏ sub đơn anh em ha. Quả đây cái lô hàng mới. Nhiều khi mình giao cho anh em cái hàng mới không hiểu luôn, khách không có xem luôn anh em nha. Gọi điện này không bắt máy, nhắn tin là không trả lời anh em nha. Nhiều khi là quen là cái mình đặt cái mình nói gửi đi cái là cũng không hàng mới nguyên kiện như anh em, chưa cắt dây luôn anh em ha. Nó gửi cho khách cũng không coi cũng không xem. Nhầm khách thì nói là chưa lãnh lương tới, lãnh lương tới ngày hẹn với mình rồi thì mình nhắn tin lại cũng không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy anh em ha.
mình cũng không hiểu lý do là sao luôn. Và đây là cái lô bát 20 nha, lô bát 20 3G audio, bát 20 anh em nha. Keo gốc lục giác đầy đủ và có thông số kỹ thuật. Một cặp như thế này bán em giá là 1.700.000 anh em ha, 1.700.000 một cặp. Bát này là bát 300B Trung Quốc, 300B Trung Quốc thì 1.700.000 một cặp anh em, còn rất đẹp nè. Và 300B, 500B Trung Quốc là 1.900.000 một cặp anh em ha. Có làm con rồi, hoạt động tốt anh em. Hoạt động tốt nha. Và em còn một cái bộ mi, đây một cái bộ mi em để cái này em quên nè anh em. Một bộ mi Shure UG29D. Còn nguyên hộp thế này bán anh em 900k. Shure UG29D anh em ha, ở 1.900.000. Và đây là cái lô chép, chép thì em để ngoài này thôi, nó bụi bặm vậy thôi, chứ giao anh em là giao hàng mới hết anh em ha, chứ không phải giao hàng này nha. Chép GCF 450, giá là 500.000 một cặp, 450 ha. Và chép neo, neo thì có em có neo khối này nha, neo khối ánh 7 màu luôn này ha, con dây dẹp nha, 1.900.000 hàng mới nha. Và đây là chép 450, 450 bắt ốc này nè anh em, bắt ốc luôn nha, cũng là 500.000 một cặp hàng mới luôn. Và em còn sót được một cặp phân tầng 400k, phân tầng này là full đơn anh em ha, phân tầng full đơn 400.000 một cặp, phân tầng full đơn nha. Rồi em sẽ quay qua nhanh gọn qua quay qua men anh em ha, thì hàng nào mà anh em mà thấy mà quay chưa rõ hoặc cái gì chụp hình thì em sẽ chụp hình lại cho anh em nha. Em còn một cái dòng men size là 2U, size 2U anh em nha. Men này là để chuyên đánh monitor rất là nhỏ gọn, hoặc là đánh một cặp 30 40 con 75 ok, 800W một kênh đây. Còn nguyên tem ha, cái này là em nhập về men 7 anh em nha, 2.800.000 một con. Tiếp theo là em có một cây HK1900, đó anh em cần liên hệ dùm em. Một cây men của BF Audio thì anh em có thể đánh tốt được một cặp 40 con 100 vô tư luôn anh em. Giá cực kỳ yêu thương cho anh em luôn. Con này bán cho anh em 2.900.000. Một cây men của Vũ Hải, cái này là do là khách đã dán cái bọc lại anh em dơ á, cái này thì em sẽ vệ sinh lại hết cho anh em nha. Khách quá kỹ anh em. Dán mấy cái bọc này anh em ha. Nó dán này chống chày anh em. Cái này em vệ sinh lại hết cho anh em nha. Một cây men BA 4008 của Vũ Hải bán anh em 2.400.000 cho một cây BA 4008 ha. Một cây men Việt Nam 48 sò. Tiếp theo là em có một cây men 4 kênh của Việt Nam nữa, một cây men 4 kênh chế anh em có thể đánh được 4 cái 40 con 75. Giá là 2.500.000 cho một cây men 4 kênh. Xe 9 Sundat. Đó, em còn một cây xe 9 nha anh em ha. Anh em cần liên hệ giùm em một con xe 9 đó của Sundat nè anh em. Xe 9 ha. Hàng này là hàng Trung Quốc luôn anh em ha. Hàng này là hàng bãi nha. Đó, anh em cần liên hệ giùm em. Xe 9 có luôn. Và men mới, men mới thì em có là BS 2008, BS 2008 là men mới 40 sò bên em thì đang bán với giá là con này bán cho anh em với cái giá 4.000.000 nha, hàng mới 100% men mới nha. Tiếp theo là em có men Việt Nam. Men Việt Nam là TXO. Đó, một cây men Việt Nam này nó là 40 sò anh em. 40 sò bán cho anh em 2.500k đi. 2.500k cho một cây men Phúc Power còn rất đẹp, khách xài sử dụng gia đình anh em ha. Và đây là một cái con men nữa, một cái con men mặt tin, một con men mặt tin mà khách báo em là mua con này 5.500.000 anh em nha, 40 con luôn. Cái bảng giá này em nó gấp rồi nè, khách báo là mua 5.500.000 anh em, quá ma quá khứ cho một con men 40 sò mà mua 5.500.000 anh em ha. Thì hôm nay em bán lại cho anh em con này là 3.200.000 men 40 sò anh em ha, còn rất là đẹp. Nói chung là khách mua về xài rất là kỹ nha anh em ha, xài gia đình mà đâu có xài bao nhiêu anh em. 3.200.000. Và một con men nguồn sung, men nguồn sung là MA 1200 thì cái này có thể là đánh tốt một cặp 40 con 75. Giá của con này là 2.800.000, nguồn sung size 21.5 anh em nha. Để nó hơi bụi, cái này thì em vệ sinh lại cho anh em hết nha. Đó, vệ sinh lại sạch sẽ cho anh em hết. Và dây 4 guộc, dây 4 guộc 1 mét của nó hàng mới. Hàng mới thì đang bán với giá là 30.000 một mét. 30.000 một mét anh em ha, dây 4 guộc hàng mới 1.5. Vang thì là đây là mấy con vang hàng mới bên em, giá của mã là Acli K99 Bluetooth. Có eco thì vật đầy đủ, một cây là 1.300.000, bảo hành cho anh em là 1 năm. Em còn một cây vang SB đẹp như mới luôn, đẹp 90% luôn, bán em 1.000.000 thôi. Đó, mấy con này bán em 1.000.000 thôi ha. Phân tầng thì em lúc nào em cũng có ha, phân tầng full đơn là hàng mới và phân tầng full đôi hàng mới nha. Đó, đây là cái lô phân tầng hàng mới của em nè. Đó,
Thì em sẽ quay cho anh em tiếp tục là quay tới mấy cái con mấy con này là mấy con cót anh em ha. Cót này là cái dòng này em mới biết luôn anh em. Cót này là cót DBX 120SB. Đó, con Super Power. Mấy con này nói chung là em không có xài mấy con này nên em không gành cho máy nha. Anh em nào chuyên ngành thì mua mấy con này. Mấy con nén tiếng nữa nè. Con này thì bán anh em 700. DBX. Đó, hàng xịn sò nha anh em. Xài rất là chắc, 6 ly. Đó, trên 1 trên 2. Có gạt chế độ gì luôn đây. Của Made in USA luôn. 700.000. Và một cây DBX 166A. Đó, thường thường thì 166 là em thấy có 166XL gì đó. Bây giờ 166A nữa nè. Cây bán em 700.000 luôn ha. Đó, một cây DBX, một cây nén tiếng nha. Và tiếp theo là em có một cây lem. Một cây lem này là cũng là một cây cót anh em ha. Lô nè. Hi nè, đó cái cót này cót cũng lại cót 2 quay 3 quay. Cây này cũng rất là độc anh em ha. Bán em 700.000 luôn. Đó, một cây cót lem XO202. Nó có cắt tần số ở đây. Đó. Đây là của lô bass và đây là của lô full. Tiếp theo là em còn một cây Top Pro nữa anh em. Top Pro này là một cây cót cơ nữa. Đó. Đúng cái này là đúng về mấy cây cót cơ, hàng xịn sò luôn anh em. Top Pro của 234 anh em, 2 quay, 3 quay và 4 quay. Con này thì rất là đẹp anh em. Khách xài rất kỹ, đã có bọc vậy luôn. Cái này bán anh em là 800k cho một cây Top Pro ha. Một cây Phonix. Phonix này thì xấu xí, hơi xấu anh em nha. Một cái cót cơ mà mấy cái nút nó thụt vô nè anh em. Đó, cót cơ mà mấy nút này nó sao thụt vô thụt ra anh em ha. Cái này bán cho anh em 500.000 luôn nha. Đó. Mặt mày hơi xấu một tí, 500.000. Một cây vang BK Sun. Đó. Mã là DSP 9000. Đó, chỉnh thì toàn bộ nút chỉnh là bằng vít hết anh em, chỉnh vít hết. Cái này bán anh em 1 triệu có Bluetooth đầy đủ nha. Và tiếp theo là em có một cây B-Way. Một cây nâng tiếng B-Way bán cho anh em 500k thôi, nâng tiếng B-Way EX 3000. Và một cây Cocker bãi Saukin. Đó, một cây Saukin này thì bán cho anh em giá là 700k luôn. Vang thì V610 bán anh em giá 1 triệu đồng. Đó. Eco rời thì em có là cái mẫu của Malay và cái mẫu của Taiwan. Thì đồng giá cho anh em là một cây thì bán anh em hôm nay bán anh em 900.000 một cây thôi. Đó, 900.000 một cây. Em có 6-7 cây anh em ha. Và lọc xì thì em có là lọc xì 231. 231 cũng còn đẹp nên em bán em 600.000 thôi. Đó, lọc xì bán em 600.000 cho một cây lọc xì 231. Còn đẹp keng. Đó, 600.000. Một cây Yamaha. Cái mấy cái này bị bơm rồi anh em ha. Nó một cây Yamaha này thì bán cho anh em 800.000 thôi, ghi vợt 100 luôn. Nó ghi vợt 100 bán cho anh em 800.000, quá hợp lý chưa anh em. Tiếp theo là vang. Vang thì em có là cái dòng vang NDFD gì nè. Đó, một cây vang số màn hình chỉnh tùm lum. Đó. Mấy cái vang số cực kỳ, lúc này là cực kỳ rẻ cho anh em luôn rồi đó. Một cây bán cho em giá là 1 triệu đồng cho một cây vang số ha. Và DK3000 nữa anh em. DK3000 bán cho em 1 triệu đồng luôn. Cực kỳ yêu thương mấy con vang cơ lai số này, quá cực kỳ yêu thương luôn. 1 triệu đồng một cây. DK9000, cây này bán cho em 1 triệu tư nè anh em. MU DSB980. Đó, một cây MU thì bán cho em 1 triệu. DK9000 có cây này quá đẹp thì bán cho em 1 triệu rưỡi nha. Đó, DK9000 quá đẹp luôn. 1 triệu rưỡi. Một cây X8 anh em, DK6000. X8 mà mình bán 2 triệu bán hoài không được, không biết lý do làm sao luôn nè. Hôm nay bán em 1 triệu 9 luôn. Đó, giảm em 100.000, 1 triệu 900.000 cho một cây DK6000. Phần mềm X8 đầy đủ. Giá là chỉ có 1 triệu 9 thôi. Tồn kho thì bán rẻ cho anh em ha. DK2000 bán em 800.000. Đó, một cây vang cơ đây số 800.000 thôi. Một cây mắc gì B1 Pro rồi nè. Đó. Chung là nó thì hai con này nó giống nhau anh em. 800.000 một cây. Có số Linon thì bán cho anh em 1 triệu 3 ha. Hai cây Theta K6 này bán cho anh em 1 triệu 400.000 một cây. Vàng số nó giống như X5. Thì anh em cứ lên hỏi coi mấy cây Theta này lên trên mạng anh em cứ search ra đi. Mấy anh trai thường thường hay bán là 2 triệu mấy một con không đó. Mà em bán quá yêu thương cho anh em luôn. Quá rẻ cho anh em luôn ha. Tiếp theo là em có một cây Cocker 223XL bán em 600.000. Đây là một cây Idol 200 thì còn đẹp, bán em 700. Một cây TDA Cotis Ultra bán em 700.
một cây vang có Bluetooth đầy đủ, bán cho anh em 900.000, đó là mã là X33E. Và tiếp theo là em có một cây S8888, đó có echo revert, có revert đầy đủ nè anh em, bán cho em 1 triệu đồng luôn ha. Và một cây X70 Bluetooth, bán cho em 1 triệu đồng luôn, có echo, có Bluetooth, có revert đầy đủ, mà giá cực kỳ yêu thương cho anh em luôn ha. Và em còn đây shop được một cây cây này là em không hiểu nó làm sao luôn, nó bị bơm hoài luôn nè. Cây DBX 260 2 in và 4 ao. 2 in 4 ao này bán cho anh em 1.700.000 luôn. Có số của Drac B DBX nè anh em. Đó. Mà bán chỉ có 1.700.000 thôi. Cây này khách cọc rồi anh em ha. Đó. Còn một cây này là một cây T-Mat FX6 vậy nè. Một cây vang số này bán cho anh em 700.000 luôn. 700.000 cho một cây vang số này luôn ha. Đó, vang số cho anh em mà bán anh em 700.000. Còn cái lô chép, chép thì chép 750, chép 850, chép neo thì cũng có đầy đủ cho anh em hết, chép 450. Nói chung là chép thì có đầy đủ ha. Men thì em có là men 4 kênh hàng mới. Hàng mới thì em còn là một cây V3 C1200, 1200W một kênh, giá là 6.500.000, hàng mới 100% anh em ha. Đó, hàng mới. 4 kênh có, 2 kênh có, anh em cần món nào thì alo dùm em ha. Và em sẽ quay qua một số giỏ. Giỏ thì em còn là giỏ BT anh em ha, giỏ súp BD và giỏ súp thường, giỏ súp 40, giỏ lo kéo, giỏ lo kéo 3 bát. Nói chung là giỏ lo thì bên em có đầy đủ cho anh em ha. Anh em mẫu nào cũng có, mà chỉ là có giỏ mới thôi nè. Giỏ cũ thì bên em đã hết hàng ha. Và đây là còn một cái lo array 40 thành phẩm nè. Một cái lo array 40 thành phẩm, bát là con 75, chép đầy đủ cho anh em hết. Một cái lo này bán anh em 1.700.000 nha. Và còn một cái lo này nữa, một cái lo 40, giỏ là giỏ dán Ocan là nói gọi anh em ha. Giỏ dán Ocan, bát là bát 40 con 100, chép 750. Một cái lo thành phẩm như này bán cho anh em giá chỉ có 1.400.000 thôi. Hôm nay bán anh em 1.400.000 luôn ha. Còn tháo ra là một cái bát 40 con 100 thì bán cũng được 8-900 mà anh em ha. Đó, cái giỏ. Giỏ là dán Ocan. Và đây là cấu hình mình chuẩn bị lên cho khách. Nó công việc nhiều quá nên mình hôm qua mình quay không kịp anh em. Đây là khách là một súp, một cặp, một cái phi thuyền anh em. Thì lên cấu hình này khoảng 14 triệu cho khách ha. Chắc là rảnh chiều mình sẽ quay hoặc là mai mình quay ha. Đây là súp đôi. Súp đôi thì cũng là 4.400.000. Súp BSD cũng là 4.400.000 ha. Đây là mẫu súp mới bên em ha. Và em có kinh doanh thêm xe đạp điện anh em. Xe đạp điện. Đây là xe đạp điện mẫu 6 triệu anh em ha. Đó, mẫu 6 triệu. Thì cái clip nào cũng quay cái khúc cuối thì em có quay thêm là xe đạp điện anh em xem thì... thích thì mình mua, còn không thích thì mình xem qua cho em ha. Đó thì có mẫu là mẫu 8 triệu anh em. Mẫu 8 triệu đây. Ở trên này thì em cũng chuẩn bị nhập về một số mẫu xe 2 yên. Xe 2 yên bên kia cũng có luôn anh em. Đó 10 triệu đồng. Anh em cần mẫu nào thì alo dùm em ha. Cuối video thì anh em cho em xin một like, một đăng ký. Cảm ơn anh ủng hộ anh em trong thời gian vừa qua. Và câu nói quen thuộc của em là hàng có chậm có trễ thì cho em xin lỗi và em sẽ cố gắng khắc phục và gửi nhanh nhất cho anh em ha. Thì nói chung là do shipper cũng một phần và do bên shop em cũng một phần anh em. Thì nhiều khi là hàng nó có chậm có trễ anh em cũng thông cảm giùm em ha. Và có sai hàng thì anh em thì cứ báo lại liền giùm em nha. Đó đây là một cái lô hàng hôm qua là một số 6 CX đi chưa kịp anh em ha. Nó đi không kịp anh em, đóng hàng rồi hết cho khách rồi nhưng mà lên mã văn đơn chưa kịp. Một cái lô này cũng chuẩn bị giao cho khách nè. Rồi cuối video thì chúc anh em một ngày bằng ăn phát tài ha. Đó, làm gì cũng được ha, đừng có gặp bất chắc trong công việc vấn đề mà cũng hơi nhức đầu anh em. Nhiều khi nhầm ngày mà nhức đầu quá ngủ không được luôn anh em ha. Rồi thì những khách hàng nào mà mua hàng bên em á thì cho em xin một like nha anh em nha. Đó, chào anh em.